Chào tất cả các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tắt mở trạng thái hiển thị vừa mới truy cập trên ứng dụng Zalo. Đây là những cái mình vừa tắt mở đây thì nó mất cái trạng thái vừa truy cập, hoặc là truy cập 1 giờ trước hoặc là bao nhiêu phút trước. Rồi, đầu tiên các bạn vào phần ứng dụng Zalo. Đây, mình ví dụ trước trên một cái tên là một nào đó nha. Đây thì nó đang hiển thị cái trạng thái mà truy cập lúc nãy nè. Đó, bây giờ mình tắt nó đi. Rồi, tương tự như mình làm qua một cái danh bạ khác, là một cái tên khác. Các bạn vào nhấp vào cái phần cá nhân ở phía bên dưới màn hình, sau đó chọn vào cái bánh răng cài đặt ở trên phía trên bên phải của màn hình, nhấp vào quyền riêng tư. Đó. Thì các bạn để ý nó có chữ hiển thị trạng thái truy cập đó, các bạn tắt nó đi. Đó là các bạn, nó sẽ khi mà các bạn truy cập Zalo nó sẽ không có hiển thị cái trạng thái vừa mới cập nhật, hoặc là vừa mới truy cập, hoặc là truy cập bao nhiêu phút thì nó sẽ mất đi. Đây mình sẽ vào xem cho các bạn xem. Đó, hiển thị là hiện tại là cái chữ đó nó mất đi rồi. Đó thì nếu các bạn muốn bật lên thì cũng vào cái quyền riêng tư các bạn nó lên thôi. Ok, mình chúc các bạn thành công nha.